Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin mời các bạn đi tham quan thành phố Praha là một thủ đô là thành phố lớn nhất của nước à, tiệp khắc à, Cộng hòa Séc nha các bạn. Thì ở thành phố Praha này có rất rất là nhiều địa điểm để tham quan, những có rất là nhiều nơi cảnh rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay mình à, sẽ trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái địa điểm chính đó là cầu tình yêu nha các bạn ở Praha nếu như các bạn đã đến Praha thì các bạn không thể là không đi đến chợ Sa Ba là chợ của người Việt Nam lớn nhất ở Châu Âu nha các bạn cái chợ Sa Ba thì mình đã giới thiệu trong video trước nếu như bạn nào chưa xem thì các bạn có thể quay trở lại với video trước của mình để xem rất là từng chi tiết mua gì ăn gì ở trong chợ Sapa và chợ Sapa là như thế nào thì mình đã giới thiệu rất rất là là cụ thể chi tiết trong video trước nha. Còn hôm nay thì mời các bạn đi trước tiên là đi tham quan xung quanh cái thủ đô Praha này. Thì thủ đô Praha này là một cái thành phố gọi là lớn nhất hay còn gọi là cái thủ đô lớn nhất của Cộng hòa Séc nha các bạn. Thì thành phố này dân số là khoảng 1,2 triệu người nha. Thành phố này được xây dựng rất là đặc biệt trên chín ngọn đồi dọc theo cái bờ sông Vltava ở miền Trung Bohemia nha các bạn. Thì cái thật ra thủ đô Praha là một cái cái nơi mà nó đẹp vô cùng so với tất cả các thành phố trong khối châu Âu. Ngay cả ở Paris, Paris thì có những nét đẹp riêng nhưng mà nó nó là nhiều cái nét đẹp riêng rẽ à, còn ở Praha thì nó có một cái cái nét đẹp rất là chung khi mà các bạn đi tới ở từng nơi thì các bạn sẽ tự có cảm nhận riêng của mình 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 không thể không thể nào mà so sánh hay diễn tả cái vẻ đẹp của thành phố Praha so với những thành phố khác ở châu Âu nhưng mà bản thân mình cảm nhận thì thành phố Praha nó nó có một cái nét đẹp rất là cổ kính với những cái công trình kiến trúc rất là rất là đặc biệt các bạn nó mang vừa có phong cách La Mã Gothic ngày xưa nữa và cái thành phố praha này nó được mệnh danh là một thành phố vàng hoặc là là một cái vương niệm của thế giới hoặc là uh, một cái thành phố của trăm đỉnh tháp tại vì uh, cái thành phố praha này nó là được xây dựng uh, nó được nổi tiếng là có 18 cái cây cầu bắc ngang qua con sông vltava từ những cái tòa nhà và những cái công trình kiến trúc rất rất là đẹp các bạn nhìn thấy các công trình kiến trúc khi mà mình mình đi một cái đoạn đường thì mình sẽ nhìn thấy trước mặt mình là những cái tòa nhà rất là đồ sộ và xa xa lại có một cái, cái 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 lâu giống như cái lâu đài á mình không diễn tả được bằng lời các bạn cái này là do mình cảm nhận mà công nhận là kiến trúc ở Praha nó vô cùng đẹp nó đẹp mà nó đẹp thô tóm nó đẹp mà nó đẹp gói gọn nó đẹp theo kiểu một cái đẹp mà mình không thể diễn tả bằng lời được mình chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi các bạn cho nên là nếu như đã một lần muốn đi qua tiệp khách à một lần các bạn đi đến châu Âu thì các bạn không thể nào bỏ lỡ cái thành phố Praha này được về mặt địa lý thì Praha nó nằm ngay giữa trung tâm gọi là giống như trái tim của châu Âu bản thân mình là sống ở nước Pháp là một thủ đô gọi là trung tâm của của ánh sáng là thủ đô gọi là trung tâm của thời trang rất là đẹp với rất là nhiều những công trình kiến trúc mà bậc nhất thế giới như là tháp Eiffel nè, rồi bảo tàng Louvre, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mình đến Praha thì mình lại có một cái cảm nhận là cái thành phố này nó mang một cái vẻ đẹp mà nó bao gồm nó là một cái vẻ đẹp mà gói nó nó gói tụm lại nó thô gọn lại khi các bạn đi vô thành phố này thì các bạn sẽ nhìn thấy được tổng thể bao quát cái nét đẹp của nó nó rất là 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 ôm gọn chứ nó không phải dàn trải ra trong từng cái công trình các bạn hiểu không cho nên là đó các bạn nhìn thấy là cảnh mà mình quay từ nãy đến giờ là cảnh đường phố trong trung tâm của Praha thôi là nó đã rất vô cùng đẹp rồi này là mình đi bằng xe mình đi bằng xe còn khi mà các bạn đi bằng đi bộ đó các bạn có thời gian các bạn đi bộ trên những cái con đường này các bạn quay phim thì là tuyệt vời các bạn đẹp đẹp vô cùng các bạn nhìn thấy những cái 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 tòa nhà ở ngoài không nó vừa đồ sộ nó vừa cổ mà nó lại vừa um, âu mà nó lại vừa có một cái gì đó nó rất là cuốn hút thì bây giờ cái cầu tình yêu các bạn biết á là cái cầu tình yêu là một trong những cái kiến trúc là một trong những cái địa điểm mà mình không thể nào bỏ qua khi mình đi đến thành phố Praha này được. Thì người Việt mình hay gọi nó là cầu tình yêu chứ thực ra thì nó có một cái tên là cái cầu gì đây để mình mình nhớ lại xem. Tại vì uh, mình đọc cũng lâu rồi. Thì bây uh, mình đã đi cái cầu này rất là nhiều lần rồi hai ba lần nhưng mà lần nào mình vẫn vẫn cứ thích quay lại cái khu này các bạn nó có một cái điểm gì đó mà khi mình đi lên trên cái cầu là mình cảm thấy rất nó, nó rất là thư giãn quang cảnh ở trên cầu đẹp tuyệt vời khi mà các bạn đứng ở trên cầu các bạn nhìn xung quanh đó, các bạn có một cái cảm giác rất là thư thái rất là là thư giãn nó 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 hay lắm các bạn thì cái cây cầu này á, là người người thế giới hay là người 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 tiệp khắc người ta gọi là cầu Sạc. Thì lịch sử của cái cây cầu này á, đây là một cái con đường giao thông chính duy nhất giữa miền đông và miền tây của Praha trong nhiều à, miền, à xin lỗi không phải của Praha mà là của Tiệp Khắc. Thì à, trong nhiều thế kỷ trước à, nó cái cây cầu này nó được xây dựng với 16 nhịp cuốn bằng đá neo. Và trên cầu thì nó có 30 bức tượng đứng ở hai bên thành cầu. Khi các bạn chút xíu nữa mình đi lên cầu mình sẽ quay một trong nhật một vài bức tượng thôi tại vì mình không thể đi hết trên các thành cầu để quay 30 bức tượng cho các bạn xem được. Nhưng mà các bạn coi cái có cái kiến trúc mà thời xưa khi mà họ xây dựng cái cây cầu này á là hắn đã đẹp như cái thế nào. Đó bây giờ là gia đình mình đã đang đến được ngay điểm đầu của cây cầu rồi đây các bạn. Trước cái cổng các bạn thấy không bắt đầu đi vô cây cầu là nó có một cái cổng rất rất là cao và cái cổng này nó có một cái kiến trúc rất là đặc biệt thì đến đây là các bạn không thể nào không chụp hình gia đình hoặc không chụp hình kỷ niệm được nó là một cái công trình mà nó 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 rất là vừa lãng mạn mà nó vừa cổ kính mà nó vừa Nói chung là một cái nét đẹp mà mình mình rất là yêu cái nơi này mà mình không thể nào diễn tả bằng lời được. Thì hy vọng là khi các bạn xem video của mình, các bạn cũng có cùng một cái cảm nhận. Mình cố gắng là quay chậm nhất có thể để cho các bạn xem được thật là rõ. Và những cái góc nào các bạn khi tới đây thì các bạn nên chụp hình. Tại vì mình đã đến một cái nơi đẹp như thế này mà mình không chụp lại những cái tấm hình làm kỷ niệm cho gia đình thì rất rất là uổng phí các bạn. Cho nên mình là người rất thích chụp hình những cảnh đẹp Thì hôm nay luôn tiện trên video này á Mình sẽ giới thiệu cho bạn các bạn xem là một vài điểm mà các bạn có thể chụp những cái tấm hình rất rất là đẹp cho gia đình ha các bạn khi mà các bạn đi đến cái cầu tình này nha thì ông phép thực thực ra cái cái cầu tình này á, là do tiếng việt Do người Việt của mình đặt ra cho nó là người là cầu tình thôi chứ không phải nó tên là cầu tình trong tiếng tiệp khắc đâu nha. Vì là có thể là ngày xưa là người Việt mình sống ở ngay Praha này rồi hay hẹn hò nhau ở trên cái cây cầu này nè, để mấy cặp yêu nhau đó hay hẹn nhau ở trên cây cầu thì cũng giống như ở Paris là nó cũng có một cái cây cầu tình mà cặp uh, yêu nào cũng đến đó là à, có một cái ổ khóa khóa vô rồi vứt cái chìa khóa xuống sông Sen. Thì cái cái chỗ Braha này, cái cây cầu ở đây nó cũng mang một cái lịch sử là tương tương tự như vậy thì những cặp đôi hẹn hò à, tại cái cầu này để thể hiện cái tình yêu đôi lứa thì à, tự nhiên cái à, theo như cái, cái 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 gọi là cái thói quen thì mọi người hay gọi là cầu tình Braha chứ thực ra là nó cái cầu của nó nó không phải tên cầu tình nha các bạn mà nó tên là cầu sạc đó thì các bạn thấy đây là những cái bức tượng rất là là nổi tiếng mà nằm dọc bên hai hai cái cái uh, hai cái uh, hành lang cầu của các bạn nếu mà chụp từ trên trời ví dụ như mình có cái drone đó, drone mà chụp từ ở trên chụp xuống thì cái cảnh cây cầu này đẹp tuyệt vời các bạn nhưng tiếc là mình không có, mình không thể chụp cho các bạn xem được. Thì nói sơ sơ đây, các bạn thấy cái hướng mà anh xã mình với con gái mình đang đứng đó là khi mà các bạn đi dọc xuống dưới đó là các bạn đi lên một cái tòa lâu đài cổ kính nhất của của thành phố Praha cái cái cảnh này nè các bạn chụp. Các bạn nhìn thấy không? Nó giống như một thành phố của vua chúa ngày xưa bao bọc á nó nó là những cái nét đẹp rất là được thâu tóm, nó tóm gọn lại giống như nó gom góp lại nhiều nét đẹp nó gộp chung nó cộng hưởng với nhau chứ nó không phải từng một công trình khổng lồ mà mà có những cái vẻ đẹp gọi là khổng lồ. Ví dụ như ở Pháp cái cầu à, không phải cái cầu, cái um, cái tháp Eiffel đó khi mà các bạn tới tháp Eiffel thì các bạn thấy đây là một công trình, một công trình rất đồ sộ một công trình rất vĩ đại và nó là một công trình rất đẹp nó được unesco công nhận là một tâm điểm của thế giới ví dụ như vậy nhưng nó là nét đẹp của một công trình riêng lẻ còn khi các bạn tới praha ngay cái thành phố này và ngay cây cầu uh, cây cầu mình cứ tạm gọi là cây cầu tình đi ha đó các bạn thấy trước mặt của các bạn là một góc chụp hình vô cùng đẹp mà mình đã vừa khám phá được trong lần đi uh, trong cái chuyến đi vừa rồi này của mình đây các bạn nhìn thấy nó giống như một cái dòng sông ở bên bên nước ý á. thì khi bên nước ý là họ có những cái con đường bằng nước như thế này nè tại vì ý là một thành phố nước mà các bạn khi các bạn đi á, ở Venice á, là các bạn phải ngồi trên ghe trên tàu á, là các bạn đi sen sen kẽ vô giữa những cái ngôi nhà như vậy thì cái cảnh này mình cảm giác như nó là một cái cái thành không phải thành phố nữa mà một cái cái góc của Verni thu nhỏ được nằm trong cái, cái 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 nét đẹp của 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 Praha đó đây là một trong những cái điểm mà các bạn nên chụp hình để lưu lại nha các bạn đó nhà mình đang đứng selfie tự 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 diễn nè mà chắc chắn với các bạn là sẽ có được rất rất nhiều những tấm hình vô cùng tuyệt vời ở nơi này thì mình thật ra là thời gian nó 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 không có nhiều để cho mình quay cho các bạn tặng tường từng chi tiết nhưng mà đây là một trong những cái video mà mình rất tâm đắc là mình có thể quay được tổng thể cái coi cây cầu tình yêu ở Praha và à, khi các bạn tham quan cái chung thành phố Praha bằng xe thì các bạn cũng có thể có được một vài cái khái niệm là trước khi các bạn đến Praha thì các bạn cũng biết được là thành phố Praha nó như thế nào địa điểm cây cầu tình yêu các bạn nên đến và các bạn nên tham 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 quan du lịch ở đây để và những nơi nào những điểm nào đặc biệt các bạn nên chụp hình để lưu lại kỷ niệm thì Video của mình đến đây cũng coi như là tóm gọn được một vài nét cơ bản về cây cầu tình yêu ở Tệp Khắc ở thành phố Praha. Thì hy vọng là sẽ đem lại cho các bạn được một cái nhìn thật là khái quát về quang cảnh chung chung của thành phố Praha cũng như là quang cảnh xung quanh cái cây cầu mà Mọi người khi đến tham quan tiệp khách Thì đều không thể nào bỏ lỡ được Cái cây cầu này nha các bạn Rồi mình xin phép dừng video ở đây nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những video kế tiếp của mình Về trồng cây, về nấu ăn, về du lịch à, Nói chung là tất cả Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống Của người Việt ở Pháp nha Bye bye